trâu không? Vương ơi, trâu Vương gì á? Vương á? Lâu không lên được không? Ừ, lâu lắm rồi tôi không nhậu với hắn. Nay làm gì đó phải gọi nữa. Ừ, sao kỳ ta. Ủa, gặp. Đường vào chùa Thiên Ân. Đường lên chùa Thiên Ân, nơi cảnh quan rất là hùng vĩ, đẹp. Tọa lạc trên một đỉnh núi, phía trước là biển, phía sau là biển, rất đẹp. Nó giống như là một hòn đảo.
nếu mà đứng từ đây nhìn hết được khu vực vịnh rất đẹp. Thank you.
Bà con đến ăn cơm chay tại chùa.